Ngày 24 tháng 5 ở tòa nhà Sunrise tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn khiến nhiều người bị thương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ, tại khu vực tầng hầm chung cư Sunrise bất ngờ xảy ra nổ lớn. Nhiều người đã bị thương trong vụ nổ, bị chảy máu nhiều nằm tại sàn tầng hầm chung cư. Theo các nhân chứng, có khoảng 4 người bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Tiếng nổ lớn khiến tòa nhà bị rung, chuông báo động vang lên. Nhiều người ở tầng trên hoảng loạn chạy xuống dưới đất. 3 xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường vụ nổ. Hiện các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bên trong tầng hầm, cửa kính bị bể vỡ, nhiều vật liệu văng trên sàn tầng hầm chung cư. Được biết, vụ việc xảy ra khi các thợ đang bảo trì máy móc ở dưới tầng hầm của chung cư. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ nghi là do sửa máy lạnh bị nổ khí nitơ. Hiện lực lượng chức năng đang có mặt phong tỏa hiện trường vụ nổ để điều tra làm rõ nguyên nhân.